luật trời, Bích Gào khóc thảm thiết khi Tiến Ngã xuống sông, nửa đêm còn đỏ mặt nhớ về cậu chủ, vừa đẩy Tiến Ngã xuống sông, cô nàng ngọc Bích của luật trời đã vội vã cứu cậu chủ. Tập 20 của phim truyền hình Luật Trời vừa lên sóng với loạt tình tiết dối rắm, trong tập này, đáng chú ý là tình tiết Tiến Anh tài bị ngã xuống sông, khiến Bích Quỳnh Lam lo sốt vó. Tình cảm của Tiến dành cho Bích ngày càng lớn, Tiến nhận ra điều này, nên luôn tìm cách tiếp cận, gần gũi Bích một ngày kia, tiến đi theo bích đến bờ sông để yêu cầu cô cùng anh đến nơi đặc biệt nào đó tuy nhiên bích không chịu đi theo tiến thế rồi hai người rằng có qua lại bích trong lúc tức giận đã đẩy tiến ngã xuống sông cậu chủ tuy thường xuyên bày trò chọc phá người khác nhưng lại có tử huyệt là không biết bơi vậy nên tiến đã chơi với dưới dòng nước kêu gào đến mức khiến bích đứng trên bờ phải hoảng loạn sợ tiến có chuyện chẳng lành bích lập tức nhảy xuống cứu tiến sau khi đưa tiến lên bờ bích khóc lóc khá thảm thương dù suýt chết đuối, nhưng nhìn cảnh Bích lo lắng cho mình, Tiến vô cùng vui vẻ, chàng thiếu gia ngốc nghếch còn tự nhủ màn ngã sông của mình xem chừng rất đáng giá. Đêm hôm đó, cả Tiến và Bích đều không thể ngủ được. Bích giật mình tỉnh giấc với gương mặt đỏ bừng. Bích giữ mãi trong lòng cảm giác sao xuyến khi ở bên cạnh Tiến. Về phần Tiến, anh chàng đương nhiên cũng nhớ thương Bích đến mức bồn chồn không yên, Tiến tuy ngang tàng, hống hách nhưng về bản chất vẫn là chàng trai tốt bụng đáng yêu, xem cảnh Tiến mơ màng nhớ đến Bích, khán giả lại nhớ về hình ảnh cậu ba khải duy cao minh đạt trong tiếng sét trong mưa năm xưa khải duy cũng say đắm thị bình hệt như cái cách mà đức tiến yêu thương ngọc bích hãy đóng góp ý kiến của bạn ở dưới phần bình luận của video nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại